Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đã có thể đang theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé. Được không nào? Xin chào các em, xin chào các bạn. Hello các em, xin chào. Xin chào các bạn nha. Hello Phạm Thùy, xin chào Bông Bé, xin chào Mây, xin chào các em, xin chào Hà, xin chào các bạn. Các bạn ơi, đa số là tất cả những bạn ở đây đều đã thi giữa kỳ, làm bài kiểm tra giữa kỳ xong rồi đúng không? Có lẽ bây giờ chính là cái thời điểm mà chúng mình lại chuẩn bị quay vào một cái guồng để chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối học kỳ 1 đúng không ạ? Hello, xin chào các bạn. Hello Vân Anh, xin chào em. Rồi, thế nên là trong buổi ngày hôm nay, chị rất là muốn có thể chia sẻ cùng với các bạn một cái bài văn tham khảo về một trong số những cái tác phẩm mà có lẽ là các bạn cũng đang rất cần đấy, được không nào? Hello Bông Bé, cho em hỏi đây là lớp mấy vậy? Em ơi, đây là chương trình của lớp 12 em nhá. Đây là chương trình của lớp 12 em nhá. Đây là chương trình của lớp 12 nhá. Hello Phương Nhi. À, nay lại thêm một bài văn mới à? Ok, Phú Trọng nhá. Hello Thanh Tùng, xin chào em, xin chào các bạn. Các bạn đã có mặt ở trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị chưa? Hello Lệ Quyên, xin chào em. Xin chào Phạm Thùy, xin chào em. Hello Trọng Nhân, em chưa thi luôn à? Thế là chưa làm bài kiểm tra giữa kỳ à? À rồi, ok, đồng ý. Hello Quỳnh Trang nhá, xin chào các bạn. Xin chào Phương Thảo, xin chào em. Rồi, với cái mục đích trước tiên và cũng là cái mục đích lớn lao nhất, đó chính là mỗi ngày có thể giúp được cho 10 bạn yêu thích môn văn hơn. Nên chị rất hy vọng rằng là với những cái phần phát trực tiếp của chị như thế này cũng sẽ có thể thắp lên ở trong các em. Có thể ban đầu chỉ là một cái ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng mà sau đấy thì các bạn sẽ thắp lên một cái ngọn lửa lớn hơn, rồi đến một cái ngọn lửa cháy rực với tình yêu đối với môn văn, được không ạ? Chị rất hy vọng là như vậy. Rồi, ngày hôm nay các bạn muốn tham khảo một cái bài về tác phẩm nào đây? Về văn bản nào đây ạ? Chị sẽ cho các bạn lựa chọn nhá. Một là Việt Bắc, hai là Tây Tiến, ba là Đất Nước và bốn là Sóng. Bởi vì ở thời điểm hiện tại là các bạn mới chỉ đang học đến các cái tác phẩm thơ thôi đúng không? À, cảm ơn các em về lời chúc buổi trưa dành cho chị. Chị cũng chúc các bạn sẽ có một buổi trưa ấm áp nhá, được không nào? Chưa thi giữa kỳ luôn à? Rồi ok, đồng ý. Nào các bạn ơi, chị nhắc lại một lần nữa này. Chúng mình có những cái lựa chọn sau. Một là Tây Tiến, hai là Việt Bắc, ba là Đất Nước và bốn là Sóng. Các bạn muốn được tham khảo một cái bài văn về văn bản nào ạ? Học Tây Tiến đi chị. Việt Bắc, Tây Tiến, rồi để xem các bạn vote xem là các bạn muốn tham khảo Sóng. Thế là mỗi phiếu người lái đò sông Đà, rồi không có trong lựa chọn. Vậy là mỗi người muốn một kiểu à? Hà, Sóng, hai Sóng rồi. Nào để chị xem các bạn vote nhá. Các em ơi, nếu mà các bạn đang cần cái vùng kiến thức nào thì các bạn có thể để lại tiếp tục lại Sóng, Sóng. Bốn Sóng rồi, nhiều Sóng thế. Ui, lại tiếp tục Sóng này. Ồ, ok. Vậy thì thể theo cái yêu cầu của các bạn. Chị ơi, chị có thể viết một bài văn nhân ngày 20 tháng 11 được không chị? Em viết để dành tặng thầy cô của em à, đúng không? Rồi Sóng, vỗ đầu, Sóng, lại Sóng, rất nhiều Sóng, ok. Thế thì đồng ý. Rồi Đất Nước hoặc Sóng. Rồi, thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau tham khảo một cái phần về bài thơ Sóng, về thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhá. Được không ạ? Đây, chị có đề bài như sau. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cuốn này. Đây là tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm, đều là những cái bài viết của các bạn học sinh ở trong các khóa của chị Hiên đã được biên soạn lại, được không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái cuốn sách được coi là bestseller của học văn chị Hiên này, được không nào? Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhé. Đề của chúng ta như sau ạ. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp trong hai khổ thơ sau. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu,
để ngàn năm còn vỗ. À, cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hai khổ thơ này. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu viết nhé. Được không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu viết. Được không nào? Rồi đây ạ, như sau. Trong bài thơ Và Anh Tồn Tại, Lưu Quang Vũ đã viết: khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi, khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới. À, các bạn đều biết rằng là đây là những cái vần thơ mà Lưu Quang Vũ dành cho gì ạ? Dành cho cái người phụ nữ quý giá nhất ở trong cuộc đời của mình. Đó chính là người đồng hành cùng với Lưu Quang Vũ trong cái cuộc hôn nhân thứ hai, nữ sĩ Xuân Quỳnh. Và đây ạ, chị đã dùng cái lời dẫn này để có thể dẫn vào nữ sĩ Xuân Quỳnh cụ thể như sau. Những vần thơ chan chứa tình yêu, lòng biết ơn khiến bao con tim độc giả tan chảy ấy, gợi ta nhớ đến một nữ sĩ tài hoa, một nốt nhạc tươi xanh của thế hệ các nhà văn, nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Xuân Quỳnh. Tên tuổi của bà gắn liền với những thi phẩm tuyệt tác đi cùng năm tháng như Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Tự Hát, vân vân. Lời thơ của Xuân Quỳnh nảy sinh từ chính cuộc sống đời thường, và thơ của bà luôn phảng phất nỗi niềm của người phụ nữ trước những hạnh phúc đời thường ấy. Sóng là một trong số những bài thơ như thế. Thi phẩm này đã chinh phục người đọc với những xúc cảm suy tư đầy nữ tính của người con gái trong tình yêu. Tìm hiểu về tác phẩm, Ta không khỏi ấn tượng trước những nỗi niềm âu lo chăn trở về một tình yêu vững bền cùng năm tháng và khát vọng được hy sinh, được dâng hiến để vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình thể hiện trong hai khổ thơ. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là cái phần mở bài của chúng mình. Đây là một cái cách mở bài khá là hiệu quả. Đi từ những cái câu thơ của Lưu Quang Vũ dành tặng cho Xuân Quỳnh để rồi dẫn vào Xuân Quỳnh. Từ tác giả Xuân Quỳnh dẫn vào thi phẩm sóng, và từ thi phẩm sóng dẫn vào cái vấn đề nghị luận là hai khổ thơ cuối ở trong bài này. Các em nhá, đây là một trong những cái cách mà các bạn có thể sử dụng cho những cái dạng đề khác, ví dụ với cái phần phân tích những đoạn thơ trong đất nước, trong Việt Bắc, trong Tây Tiến thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái cách đấy, đúng không ạ? Chúng mình có thể sử dụng cái cách đó chính là dùng một cái nhận định này, sau đó dẫn vào tác giả này, sau đó dẫn vào tác phẩm này, văn bản này, được không ạ? Và sau đó dẫn vào vấn đề nghị luận này nhá. Đây là cái cách rất hợp lý để các bạn có thể đi. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với luận điểm số 01 nhá. Ở đây chị Hiên có luận điểm số 1 như sau. Được không ạ? Chúng mình có luận điểm số 1 như sau. Nhắc đến Xuân Quỳnh là nhắc đến nhà thơ tiêu biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại. Một con người sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Ôi trời xanh xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn cầm bút và làm thơ. Ngòi bút của nữ sĩ thăng hoa ở hai mảng đề tài chính là thơ cho thiếu nhi và thơ viết về tình yêu. Những thi phẩm của bà lôi cuốn hấp dẫn người đọc bởi một thơ hồn thơ nhẹ nhàng, đôn hậu, gần gũi, giản dị, cảm xúc. Sóng là một trong số những tác phẩm thành công nhất, tiêu biểu nhất cho hồn thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ ra đời trong một chuyến đi công tác ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình vào năm 1967 của thế kỷ trước. Sóng biển vô hồi khuấy động tâm hồn thi sĩ, Xuân Quỳnh đặt bút viết thành công bài thơ Sóng. Và hình tượng sóng ấy chính là tượng trưng cho nỗi lòng của em mang trong mình khát vọng xô đến bờ anh. Là tượng trưng cho nỗi lòng của người con gái trong tình yêu mà như giáo sư Trần Đăng Xuyền từng chia sẻ. Đó là cuộc hành trình. Khởi đầu là sự buông bỏ, là sự từ bỏ cái chật chội nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn.
được không ạ? Vậy là các bạn ơi, ở trong cái phần luận điểm số 01 này thì chị đã sử dụng cái gì ạ? Chị đã sử dụng một cái đoạn thơ của Xuân Quỳnh về tâm niệm đối với cái việc viết, cầm bút và viết thơ. Ôi trời xanh xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh, nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Được không ạ? Các bạn lưu ý giúp chị nhá. Rồi, xong phần luận điểm số 1, cung cấp xong thông tin về tác giả tác phẩm. Bây giờ chúng mình bắt đầu đến với phần luận điểm số 2, luận điểm phân tích các bạn nhé. Luận điểm số 2, luận điểm phân tích của chúng mình. Tiếp nối những xúc cảm suy tư, tính cách của người con gái khi yêu ở bảy khổ trên là những vần thơ chất chứa niềm âu lo, trăn trở về một tình yêu vĩnh hằng. Đây chính là câu dẫn đây, đúng không ạ? Không ngay lập tức đưa đoạn thơ ra, mà dùng một cái câu dẫn để dẫn vào cái đoạn thơ cần phân tích. Đây là một trong những cái mà các bạn cần chú ý giúp chị khi mà chúng mình tiến hành viết cái dạng đề nghị luận văn học cụ thể ở dạng đề phân tích các bạn nhé. Rồi ạ, cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dấu rồng, mây vẫn bay về xa. Cấu trúc tuy vẫn dẫu vẫn tạo nên sự đối lập rõ nét ở cả trục không gian và trục thời gian của lời thơ. Cuộc đời này tuy dài, nhưng rồi năm tháng cũng sẽ trôi qua. Biển kia tưởng chừng như là vô tận đấy, nhưng mây vẫn sẽ bay đến nơi tận cùng ấy mà thôi. Được không ạ? Có nghĩa đây là cái đoạn thơ nói về cả cách trở của không gian và cả cách trở của thời gian. Đúng không ạ? Cuộc đời này tuy dài, nhưng năm tháng thì vẫn qua đi. Không gian của biển khơi dẫu rộng, thì cuối cùng đám mây vẫn sẽ bay về phía xa và khuất khỏi tầm mắt. Dòng thời gian, bốn câu thơ đã cho thấy sự nhận thức về sự hữu hạn của thời gian đời người. Dòng thời gian của đời người chỉ có chừng ấy, khoảng 60 hay nhiều lắm cũng là hơn 100 năm. Với nhiều người thì con số ấy thật lớn, nhưng nếu như đặt kiếp người này so với thời gian vô chung vô thủy của vũ trụ rộng lớn, thì thực đó chỉ là một khoảnh khắc, một khoảng thời gian hữu hạn ngắn ngủi. Không phải chỉ riêng mỗi Xuân Quỳnh ý thức được sự hữu hạn đáng buồn đó, ta cũng đã từng bắt gặp những câu thơ như thế, nói về nội dung như thế trong thi phẩm Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Cũng giống như Xuân Diệu, Xuân Quỳnh đang mang trong mình những trăn trở âu lo về kiếp người ngắn ngủi. Liệu rằng kiếp người ngắn ngủi ấy có đủ để yêu thương hay không? Không phải tự dưng mà Xuân Quỳnh lại được gọi là người đàn bà, người phụ nữ của muôn thuở, bởi trong những vần thơ của chị luôn chất chứa những trăn trở âu lo hết sức đàn bà. Năm tháng rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại. Và tình yêu của chúng ta liệu rằng có phôi pha bởi dòng chảy của thời gian hay không? Một nỗi âu lo thường trực của người phụ nữ về tình yêu, về hạnh phúc đã nâng tầm và tỏa dạng tình yêu lớn lao cao cả, nhưng cũng rất đỗi gần gũi của thi sĩ dành cho anh. Đây không phải lần đầu tiên Xuân Quỳnh trăn trở. Nữ thi sĩ cũng đã từng lo âu trong những bức thư gửi Lưu Quang Vũ hay chính những vần thơ của mình. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em sơ ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như lời khói, ai tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình, ai biết lòng anh có đổi thay. Đời người như khoảnh khắc hữu hạn ngắn ngủi và mong manh như áng mây bay về xa, mà có lẽ không biết là bay cao bay xa về đâu. Thử hỏi tình yêu gắn bó với cuộc đời mong manh ngắn ngủi nhỏ bé ấy hữu hạn đến nhường nào? Thường thì khi lo âu, con người ta vẫn luôn nghĩ đến tiêu cực. Thế nhưng Xuân Quỳnh lại hướng tới những điều tốt đẹp bằng cách vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình. Sau những câu thơ chất chứa những âu lo trăn trở về sự mong manh của tình yêu tưởng chừng như tuyệt vọng, lại là những phần thơ tươi sáng mang khát vọng được hy sinh để có thể vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Câu thơ đầu tiên với từ làm sao mang sắc thái cầu khiến để diễn tả nỗi khao khát, mong muốn có thể bất tử hóa tình yêu của tác giả. Nếu như Xuân Diệu đã lựa chọn cách thoát ra khỏi những âu lo trăn trở bằng việc chống lại thời gian vô thủy vô chung với sự chiếm lĩnh, ôm,
giết, thâu, say, cắn những tinh hoa, những gì đẹp đẽ nhất ở trên đời. Ta muốn ôm cả sự sống bắt đầu mơn mờn. Ta muốn giết mây đưa và gió lượn. Ta muốn say cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều. Thì Xuân Quỳnh đã tìm ra một phương cách đầy nữ tính. Đó là hy sinh, là dâng hiến tình yêu để mãi mãi trường tồn. Xuân Quỳnh ước mình có thể trở thành 100.000 con sóng nhỏ. Đó là khát vọng hóa thân, trở thành một con sóng để có thể tan ra giữa đại dương, biển lớn của tình yêu, để ngày đêm và ngàn năm sau còn vỗ. 100 con sóng nhỏ ấy là hình ảnh biểu trưng cho tình yêu cá nhân nồng cháy, tha thiết, cồn cào, muốn hòa bình vào cùng với nhịp thở, biển lớn của tình yêu để bất tử hóa tình yêu của chính mình. Có thể thấy rằng hàng ngàn, hàng vạn năm nay, con sóng ở ngoài đại dương vẫn vỗ vô cùng vô tận như thế. Và sóng vẫn cứ mạnh mẽ, lặng lẽ, dịu êm, ồn ào xô vào bờ. Con sóng gắn với đời, còn biển là còn những con sóng. Xuân Quỳnh muốn hóa thân thành những con sóng nhỏ cũng bởi lẽ đó, để có thể hòa mình vào cuộc đời, để sống mãi với tình yêu. Đặt vào trong thời điểm ra đời của bài thơ, những năm 1967, có thể thấy rằng đây cũng chính là mong muốn mang tình yêu cá nhân của mình hòa nhập vào cùng với tình yêu tổ quốc. Khao khát cháy bỏng cao cả trong tình yêu đã được nhà thơ bày tỏ một cách chân thành, táo bạo mà cũng thật nhân hậu, mà cũng thật đôn hậu gần gũi. Ngay trong cái hữu hạn mỏng manh của đời người, tình yêu đã được vĩnh cửu hóa, tình yêu đã được nâng tầm thành sự hy sinh, dâng hiến, hóa thân, hòa mình, hết sức cao cả. Cảm xúc ấy cũng đồng điệu với những phần thơ trong tác phẩm thơ tình Cuối mùa thu của nữ tác giả. Tình ta như hàng cây, đã qua mùa bão lũ. Tình ta như dòng sông, đã yên mùa thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Trang sách đã gặp lại mà ý thơ chân thành tha thiết của Xuân Quỳnh vẫn còn vang vọng mãi. Nó như để lại dư âm rất đỗi đẹp đẽ thân thương, về nỗi âu lo rất đàn bà, về khát vọng hy sinh cao thượng của người con gái một khi đã yêu. Đó là sự thống nhất giữa sự dịu dàng đằm thắm thủy chung, giữa cái truyền thống và cái hiện đại, với dạo rực khao khát mãnh liệt trong tình yêu. Thể thơ ngũ ngôn với tiết tấu nhanh, giàu tính tự sự và biểu cảm, kết hợp nhuần nhụy với việc vận dụng một cách tinh tế khéo léo các biện pháp tu từ, đã thể hiện tài năng và ý chí mãnh liệt, khao khát tình yêu thôi thúc trong lòng tác giả. Tình yêu của nữ thi sĩ cũng giống như những con sóng ngoài khơi kia, ngàn năm còn vỗ mãi vào bờ, vượt lên sự hữu hạn của kiếp người. Thi phẩm Sóng nói chung và đặc biệt là hai khổ thơ cuối là những tình cảm chân thành, nhân hậu, cao cả. Những trăn trở của một tình yêu vĩnh hằng và khao khát, cháy bỏng của Xuân Quỳnh có thể vĩnh viễn hóa tình yêu. Những vần thơ ấy, những đợt sóng ấy luôn luôn trường tồn mãi như chính thứ tình cảm tuy rất gần gũi thân thương mà lại rất lớn lao rộng mở em dành cho anh. Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa biết bao điều tươi đẹp trên thế giới này. Trái tim sinh học của Xuân Quỳnh đã ngừng đập, nhưng những nhịp bồi hồi thổn thức trăn trở trong tình yêu cùng với những vần thơ nữ tính của bà sẽ còn sống mãi trong lòng của người yêu văn chương. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường, ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là một cái bài trích trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Các em hoàn toàn có thể tìm thêm những cái bài văn tham khảo ở trong cái cuốn sách này. Được không ạ? Đây là một trong số những cái cuốn sách được coi là bestseller của Học Văn Chị Hiên. Và hiện tại cuốn này đang có giá là 159.000 các bạn nhé. Bởi vì chị thấy là một số bạn cũng đã đưa ra cho chị cái câu hỏi về cuốn này thì chị cũng giải đáp luôn cho các bạn là như vậy. À, đây là một trong số những cái bài văn
khá là ổn, viết về thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh với hai đoạn thơ cuối. Thật ra thì chúng mình bằng những cái ý tưởng mà các bạn có, các bạn hoàn toàn có thể viết hay hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại là như vậy đâu ạ. Chị tin rằng là các bạn sẽ còn viết được những cái bài văn hay hơn nữa, hay hơn thế này, với những cái ý tưởng sáng tạo hơn từ các em, để có thể truyền tải được những cái cảm xúc chân thành của các bạn về cái tác phẩm mà các bạn đã được tiếp cận, các bạn đã được trực tiếp cảm nhận. Ok không ạ? Thế nên chị cực kỳ mong rằng là với những cái gì chị chia sẻ, à em thi xong rồi mà giờ nghe lại vẫn thấy hay à? Cảm ơn Phong Nguyên rất nhiều nhá. Cảm ơn em đã phản hồi cực kỳ tốt cho chị. Cảm ơn em rất nhiều. Được không nào? Ok không ạ? Và chị rất là hy vọng rằng là nếu như những bạn nào ấy mà ở thời điểm hiện tại chưa sở hữu cái cuốn sách này, thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu thêm. Và nếu muốn là chúng mình sẽ có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo hơn cho cái câu nghị luận văn học, thì chị Hiên sẽ hẹn gặp các bạn ở trong cái khóa học cốt khai giảng vào ngày 19 tháng 11 này các em nhá. À hay quá chị ơi à. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Tầm này thì có lẽ là các bạn đi ăn cơm hết rồi, nghỉ ngơi hết rồi, đúng không? Ok, chị hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát trực tiếp tiếp theo. Và cảm ơn các em rất nhiều vì ngày hôm nay đã lắng nghe cái bài văn mà chị chia sẻ cùng với các bạn về thi phẩm Sóng nhé. Nếu có bất cứ băn khoăn gì, đừng ngại nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.